saluti. Hồi trước em là xem một cái cát ấy, thấy nó có cái nó tự nhiên là kiểu là dùng bằng cái mặt hiện tại của mình, nhưng mà nó có thể cho mình xem cái ảnh của bé của mình ấy. Em nhìn nó chả giống thật gì. Không giống chứ. Ảnh của bé của em bị xinh ý. Thế thì từ em cho chị xem ảnh của bé của em. Đấy, chị mình cười. Hồi lớp mấy nhở? Năm 2010 à? Em được đi thi tỉnh. Ôi trời ơi. À, gì các phải đóng hoa thì sao ấy. Em không biết đâu, tự nhiên ông ngoại em kiểu còn giữ ảnh ấy. Mãi hôm em về ông đưa cho em. Ôi nào không trò chuyện nữa, gửi cho anh nhanh thì làm mình chơi. Cả quên anh làm việc khác. Chứ không có nhầm. Gửi vào đâu anh? Gửi qua cái gì đó. Qua đây là ra.
Trang ơi, nhìn thấy cái ngôi nhà xa xăm cái không? Đấy là làng của chị. Nhìn thấy cái nhà sáng nhất đấy không? Wow. Nhà chị dạy em xây nhà. Trời ơi, chị chỉ biết xây bình thường thôi. Xây thì cũng được. Em dạy em xây hai cái nhà sáng nhất là hai cái nhà của chị. Không phải em nhìn hôm qua cũng bảo. Con mà. Chị xong, chị ơi xong, chị ấn lưu ấy. Thank you.
Hỏi chẳng như thế. Sao anh có thể? Vừa phải thôi, để anh có thấp cho anh chứ. Để người ta nhận ra. Ô, không nhận ra em mà anh. Anh. Tôi nhận ra mà. Để em hòa làm gì này còn nhận ra. Em ơi, anh ấy bảo em không nhận ra. Em rất là ít khi đánh son. Đi chơi với người yêu hay đi chơi với mọi người, em ít khi đánh son lắm. Cái gì đây? Cô đây cuộc sống. Dáng em đẹp như vậy anh cắt đi một nửa luôn. Như kiểu hôi chân đấy. Thì đúng rồi, anh cắt chân của em đi mà. Trời ơi, chị ơi. Xấu đấy. Nghe y tín hả? Cửa nào đẹp đẹp không? Cửa ở chỗ phần trước nào đi. Thank you.
Vâng, không mở được đấy nhé. Thì thôi anh ơi. Thank you.
với người thằng kia có được không anh? Không. Với thằng bạn ấy. Làm được có hai người đâu.
chị làm được cầu thang với em ơi. Quá là cao sự chuyện từ nha. Nhà bếp của em nhìn sơ sài quá. Nó không có nhiều đồ nữa.
đúng chị. Thank you.
Rất hay dình mồm.